dụng điểm A, B khoảng 3, điều 289, điểm A, B khoảng 2. Mọi người đứng dậy. Tôi thay mặt hội đồng xét xử xử phạt Trương Văn Cam như sau: tử hình về tội giết người, tử hình về tội đưa hối lộ, 15 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 7 năm tù về tội đánh bạc, 10 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 5 năm tù về tội tổ chức người khác trốn nước ngoài trái phép, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm. Áp dụng điều 50 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho 7 tội là tử hình, khoảng 1 điều 104, khoảng 1 điều 230, điểm B quy khoảng 1 điều 46, điều 50, tù chung thân về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý gây tích giết người. Áp dụng điểm D, D, G khoảng 1 điều 101, điểm Y khoảng 1 điều 39 Bộ luật hình sự năm 1985. Xử phạt Hồ Thanh Tùng tức cũng điểm D, D, G khoảng 1 điều 101, khoảng 1, khoảng 2 điều 200. Xử phạt Châu Phát Tây Em tử hình về tội giết người. Áp dụng khoảng 2 điều 196 Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, điều 135 Bộ luật hình sự, chấp nhận việc rút truy tố của Viện Kiểm sát dân. Áp dụng điểm A, B khoảng 3 điều 289, điểm A, B khoảng 2 điều 248, điểm A, B khoảng 2 điều 249,